chương trình này được bảo trợ bởi Chin và kim thư nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ việt nam 7149859999 và 7146577866. ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới không tám năm chuyên bán nền cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy và bảy học khu Huntington Beach Union High School District. Phở 86 truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian 714 839 4591. Lê Thái Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Lý Đô Sài Gòn TV. Xin chào Lê Thái. Dạ vâng, Lê Thái xin gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình. Em gửi lời chào đến chị Ngọc Lan. Chị khỏe không? <laughs> thấy ngồi đây là thấy khỏe <laughs> rồi. À, chuẩn bị gì cho ngày mai Tết Trung Thu? Chà, à, ngày mai thì Lê Thái nghe nói là nhiệt độ ngoài trời cũng cũng khá cao nhưng mà à, cái công việc thì mình vẫn phải là tiếp tục làm chú cội cho cho ngày mai em nghĩ rằng là chị ngọc lan sẽ là cái người mà khổ hơn lê thái tới sớm hơn lê thái luôn <laughs> em sẽ có mặt vào lúc 3 giờ chiều nhưng mà chị lan thì phải có mặt là 12 giờ trưa thưa quý vị để mà chuẩn bị cho cái cuộc thi mà làm Trời. bánh phục linh những cái trò chơi yeah. vâng. tự nhiên cái mình được ép cho cái <laughs> chuyện đó nhưng mà sẽ là cái người để bắt đầu cho gọi là khởi động chương trình lên thì hy vọng ngày mai từ lúc uh, 2 giờ là quý vị đã có thể có mặt uh, những quý vị nào đã ghi danh cho con em mình chơi rồi có thể đến sớm bởi vì cái đó nó chỉ diễn ra trong vòng có một tiếng thôi đúng hai giờ là bắt đầu cho nên nếu quý vị đến mà đúng 2 giờ đó dạ tìm rồi. chỗ đậu xe hơi khó ừ. à, cho nên là nhớ lưu ý cái chỗ đậu xe những cái event như vậy á, thì tìm chỗ đậu xe mà càng gần thì càng khó mình tìm chỗ xa xa thì nó dễ hơn cho nên mình trừ thời gian đi bộ À, ngày mai thì trời cũng sẽ khá là nóng bức nhưng mà ngọc lan nghĩ ở đó nó cũng có những cái khu vực có máy che hết rồi khi nóng quá thì mình đi vào phước lộc thọ mình uống nước mía mình uống ăn đồ, đồ ăn vặt ở trong phước lộc thọ sau buổi chiều à, à, rồi ở ngoài đó cũng có nhiều cái gian hàng để quý vị có thể à, à, thưởng thức những cái món ăn vặt nè À, rồi có thể ngắm nghía những cái chiếc xe của hãng Toyota để xem cái nào là mình wow. mình có thể mình mua được hay là mình cứ thể thử hỏi coi mình có thể có được cái good deal nào không trong cái dịp này ở à, có nói chung là có rất là nhiều cái để chúng ta có thể à, có một cái một cái ngày trải qua một ngày thứ bảy ở Phước Lộc Thọ cùng với Lê Saigon Sài Gòn TV dạ vâng à, nói về ngày mai thì Lê Thái cũng sẽ trong vai trò là chú cội nhưng mà chú cội năm nay không có mặc đồ chú cội nữa chú cội năm nay mặc đồ vest Ờ ừ, vậy hả? Ừ, quên lộn chú cùi năm nay mặc áo dài thưa quý. vị <laughs> Mà áo dài nhưng mà lại thấy nghĩ rằng à, thay đổi chút xíu uh, Sài Gòn TV cũng có một số gọi là cái cái ý tưởng cũng khá là lạ, khá là độc đáo thưa quý vị. Tại vì mọi năm thì chúng tôi vẫn hay mặc đồ chú cùi, nhưng mà năm nay thì đổi lại chú cùi mặc áo dài cho nó kiểu mà sang trọng chút xíu, giàu có chút xíu. À, nghèo chú, bám chú, gốc chú cây đa cụi rồi. của 2023 dạ, không vâng. có bám gốc cây đa nữa mà Ờ, chắc là bám Tesla. <cười> <cười> Cảm ơn chị Lan. À, mà trước khi vào bản tin ngày hôm nay, thưa quý vị thì à, cho Lê Thái mượn một vài giây của Leo Sài Gòn TV. Tại vì à, quý vị khán giả hay xem chương trình cà phê sáng cuối tuần á, thì Lê Thái cũng có giải thích về cái việc mà Lê Thái cái môi Lê Thái nó đỏ. Ngày hôm nay trong show cà phê sáng hôm nay thì cũng nhờ chị Lan cho em vài giây có nghĩa là những quý vị khán giả cũng hay nói là Lê Thái son môi nhưng mà Lê Thái không có son môi nha. Đặc biệt là không có son môi môi Lê Thái nó đỏ tự nhiên. Những khán giả của Cà Phê Sáng thứ sáu Nhớ là Lê Thái không có đụng da đậy gì dầu dao kéo là sâu môi gì hết cả Không cần <laughs> phải bận tâm <laughs> ok à, Thưa quý vị Ở một cái gọi là Paris County Paris, Paris uh, City Nó thuộc ở Thành phố, nó thuộc về County Riverside Trời. Thì người ta đang ra một cái quy định Rằng là có thể đến đầu Năm 2024 này đó thì họ sẽ cấm cái việc các cái chợ hay là những cái siêu thị họ mình đi mình sẽ thấy ở gần ngay cái quầy tính tiền á họ để những cái đồ mà đồ ngọt á kẹo à, hay sô-cô-la vân vân họ để đó họ bán cái nhiều người đi đó đến lúc gần đang chờ tính tiền cái thường hay họ bốc mấy cái họ họ bỏ vô họ tính tiền luôn à, rồi à, những thức ăn có nhiều đường à, rồi à, những cái dạng mà mình cứ hình dung nó như một cái dạng fast food đi thì họ sẽ cấm để ở cái chỗ đó À, họ không có cho bày ở trên những cái kệ siêu thị đó nữa à, nếu như mà không có gì thay đổi thì cái việc này nó sẽ bắt đầu vào đầu năm 2024 bởi vì những cái nghiên cứu người ta nói là trong thời gian qua đó thì những cái thức ăn gọi là những thức ăn nhẹ hay thức uống mà nó có nhiều chất đường thì nó sẽ không có tốt cho sức khỏe thì với những cái điều đó cho nên là họ sẽ phải ra những cái lệnh như thế dĩ nhiên À, một cái quy định nào ra thì nó cũng sẽ làm cho có hai cái ý kiến trái chiều nhau à, một bên thì người ta quan tâm đến vấn đề sức khỏe thì họ sẽ dĩ nhiên họ sẽ ủng hộ nhưng mà có một bên á ví dụ như người ta muốn cái hàng hóa đó được phải bán được à, thì những cái hàng hóa mà chúng ta đi vô siêu thị hay là vô trong chợ mà thấy để ở những vị trí mà nó bắt mắt á dĩ nhiên người ta sẽ những cái 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 chỗ mà chủ của những cái mặt hàng đó thì họ sẽ phải trả tiền nhiều hơn thì họ sẽ phản đối cái chuyện này nhưng mà tùy theo cái lựa chọn của khách hàng nếu như ai mà vẫn thích muối này thì sẽ phải đi tìm tìm coi nó nằm ở đâu còn không á thì cứ lướt qua thôi. Uh, nhưng một số người người ta thích cái sự tiện lợi khi mà người ta ừ. đến ngay cái quầy tính tiền người ta có thể bóc uh, cái gum hay là chocolate để người ta có thể người ta ăn hoặc là những cái loại nước nó gần đó để chúng ta khi ra xe chúng ta ăn liền để đỡ đói nhưng mà quý vị nào mà có con nhỏ thì đây là một trong những cái nỗi rất là khổ sở ừ. của những người có con nhỏ khi mà đứng ngay quầy tính tiền và dẫn con theo thưa quý vị à tại vì mấy đứa nhỏ mà nó đứng ngay quầy chị Lan biết là nó hay kiểu mà nó đòi nó đòi lúc nào gom nó đòi chót lúc nó đòi cái cái chót mà trong được. cái quả trứng đó thưa quý vị được. đòi đòi những cái đồ chơi toàn là những thứ rất là bắt mắt không à thật ra em nghĩ là đây là một trong những cái quyết định mà em rất là tán thành <laughs> <laughs> đỡ tốn thêm một số chi phí luôn chị Lan ừ, yeah. dạ vâng à cái thưa quý vị ở uh, Mỹ ở Hoa Kỳ chúng ta thì uh, quý vị có thể đánh bài được đánh bài chúng ta có thể lên casino chúng ta đánh và wow, quý vị có thể đánh đề được ừ mm đánh đề đánh đề ừ. tại sao một số người người ta cũng có thể đánh đề từ bên mỹ sang việt nam có người gọi điện thoại về việt nam coi nhờ đánh đề nọ thì ta lê thái cũng nói cái thông tin đó nhưng mà quý vị đánh phụ nữ là không được và đặc biệt là quý vị đánh đánh chó là không được à, chúng ta ngược đãi động vật là không được à, kính thưa quý vị trong tháng 9 năm 2022 có một cái vụ là một cái người đàn ông ở thành phố anaheim Uh, cái người đàn ông này bị bắt là đang uh, Bị bắt quả tang là đang đá Đang đấm vào một cái con chó của anh Ở trong một cái khu chung cư của anh Và cái người mà neighbor đó Người ta đã phát hiện được ở trên cái camera uh, Và người ta đã báo cho cảnh sát Và sau khi mà cái đoạn video này được tung ra Thưa quý vị Thì cái anh này tên là Albert Frank Abad Jr Năm nay là 34 tuổi Năm ngoái anh bị bắt Thì đến năm nay là năm 34 tuổi của anh Năm ngoái anh bị bắt là năm 33 tuổi uh, Anh đã đầu thú vào sở cảnh sát của Anaheim vào năm ngoái và bị bị kết án trong một năm vừa qua và vụ án mới được đưa ra vào giải quyết vào ngày hôm qua thưa quý vị. Thì uh, Kim Billy S là một cái người phát ngôn của biện lý quận Cam thì cái cô này cô nói rằng là bắt buộc là không để cho anh này uh, thoát được cái tội này. Tại vì anh này uh, sau có thời gian một năm qua thì không vẫn không có bị bỏ tù này nọ. Thì uh, Kim Billy S đã quyết định là nói là cùng với lại cái đoàn luật sư cũng như là những cái người trong cái, uh, trong cái công tố viên á người ta bắt buộc là anh này phải chịu một cái mức án phạt nhất nặng nhất nhưng mà bồi thẩm đoàn lại ra một quyết định thưa quý vị là anh này chỉ hưởng một cái án là cái án tù treo khoảng 30 ngày thôi thành ra công tố viên và cái cô mà um, nói về cái phát ngôn viên của biện lý quận cam thì cô nói rằng không được cái đồng, đồng ý cái bản án này và từ đó thì cái um, bồi thẩm đoàn người ta đã quyết định là cho anh này uh, hưởng một cái bản án chỉ là một năm tù treo mà thôi và bị, bị quản thúc và sau khi mà cái vụ án này đã được công bố vào ngày hôm qua thưa quý vị thì một rất là nhiều người người ta yêu động vật rồi một số nhà bảo vệ động vật người ta lại lên án cái vụ án này người ta nói là tại sao à, không bỏ tù anh ta mà chỉ là hưởng án treo Nên nhơ như vậy à, bởi vì một người ngược đãi với vật như vậy thì à, bộ thẩm đoàn người ta vẫn có một cái lý do riêng khi người ta quyết định cái bản án này và chúng ta thấy rằng là à, đối với những cái người mà ngược đãi động vật hay là con chó con mèo khi mà chúng ta nuôi á thì cái chuyện mà chúng ta bị bắt ở bỏ tù hoặc là chúng ta bị phạt rất là nặng là điều rất là dễ xảy ra à, chúng ta thấy rất là nhiều ở hoa kỳ thật ra mà quý vị nào mà chúng ta chỉ là một cái hành động nhỏ như là chúng ta à, dắt con chó mà chúng ta kéo quá mạnh đi hoặc là một số người khi người ta dẫn con chó đi ngoài hoặc ngoài công viên á giận à, hờn hơn hờ như con chó không biết cái cầm con chó con chó nhỏ xíu à cầm cái dây cao lên nè là chúng ta cũng bị phạt là cái tội ngược đại xu, xu, xuất vật chưa nói đến cái tội mà chúng ta đánh nha chỉ cầm cái sợi dây ngóc cái cổ con chó lên cao thôi thật ra đây là một trong những cái cái vụ mà Lê Thái thấy rằng là nó vẫn rất là thường ngày xảy ra ở Hoa Kỳ nhưng mà quý vị nào mà chúng ta có yêu động vật thì chúng ta nhớ để ý cái này để mà chúng ta tránh phải là bị ngồi tù vào những cái chuyện không có đáng và những lúc chúng ta nóng giận với những cái con chó con mèo mà chúng ta yêu quý nói chung là không nên đánh uh, phụ nữ cũng như là đánh <laughs> đánh chó đánh bất kỳ ai <laughs> <Tôi mèo. cười> tại sao phải sử dụng đến vũ lực như vậy uh, thưa quý vị trong thời gian qua đó nhiều người người ta bắt đầu lên tiếng về cái chuyện là họ thấy những người mà cho thuê nhà rồi đặc biệt là những cái căn mà chung cư có những người quản lý vân vân thí à, dụ như trước đây á ví dụ vô thuê nhà là ở à, bây giờ cái giá nhà đó là một tháng thuê ví dụ như là hai 000 thì là hai 000 thôi nhưng mà bây giờ họ để ý là nó đẻ ra một số những cái chi phí khác nữa à, ví dụ như là à, nếu mà nhà đó có chó sẽ trạc thêm bao nhiêu tiền À, nếu như là đậu xe thì nếu người uh, thuê nhà đậu một chiếc xe thì sẽ trạc bao nhiêu tiền, hai chiếc xe là bao nhiêu tiền rồi nó thêm những cái lệ phí mà họ nói rằng là không thể tưởng tượng được. À, có những người tự nhiên cái thêm phí là phí tháng giêng. Có nghĩa là tự nhiên đầu năm á vào tháng giêng thay vì mình trả tiền thuê nhà là 2.000 thì bây giờ trạc thêm 100 đồng nữa. Ta cũng biết là cái phí đó là phí gì hả nó ở à, phí tháng giêng. Um, nhiều cái loại chi phí đã được nảy sinh trong thời gian qua như thế nào thì xin mời quý vị cùng trở lại với Lê Thái và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại. chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim thư nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ việt nam 714 và 7146577866. ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới không tám năm chuyên bán cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy một bốn và bảy một bốn học khu Huntington Beach Union High School District. Phở 86 truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian 714 839 4591. cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV à, thưa quý vị trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang nói về cái tình trạng mà những người chủ nhà cho thuê nhà đó họ tính nhiều cái chi phí uh, rất là lạ lùng kể từ hồi đại dịch đến bây giờ à, nó sẽ tương tự người ta nói nó tương tự giống như trước đây á khi mà mình đi máy bay á lên mình đi máy bay thì lên đó thí dụ như mình nói là ở đưa mền đưa cái tai nghe đưa cái tất cả nó đều miễn phí hết nhưng mà bây giờ bắt đầu đến có những cái lúc mà họ bắt đầu họ tính tiền ví dụ như muốn uh, lấy cái 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 tai nghe ở trên máy bay thì họ bán thôi chứ họ không có cho mình mượn mà cái giá đó là vài đồng hay là gì đó rồi đồ ăn thức uống cũng vậy hồi trước mình đi những cái chuyến bay nội địa thì cũng có đầy đủ nhưng mà giờ thì có những cái chuyến bay á, giá rẻ thì họ vẫn có cung cấp cho mình nước hay là một gói chip nhưng mà có những cái chuyến bay nó chả có những cái hãng máy bay nó không có một cái gì hết một chai nước vẫn phải mua thì bây giờ già cũng vậy họ nói là những người chủ nhà mà thường đây họ nói chủ nhà này không có nghĩa là những cái người mà cho mướn nhà đơn lẻ đâu thường là những người mà quản lý nguyên cả một cái khu chung cư thì ví dụ như là họ nói à, thay vì rác tôi có thể mang cái bịch rác đó tôi đi bỏ vô cái thùng rác giống như cái thùng rác công cộng cho nguyên một cái khu đó như vậy nhưng mà bây giờ họ cũng không chịu họ nói để cái bịch rác trước nhà Xong rồi á sẽ có người đến nhặt cái bịch rác đó bỏ đi Nhưng mà phải trả tiền cho cái chuyện đó mỗi tháng là bao nhiêu nữa Cho nên chủ nhà người ta rất là phiền rồi hay là ngay cả chuyện thùng thư cũng như vậy à, nếu những ai mà ở nhà single thí dụ thùng thư ở trước nhà mình là chuyện khác nhưng mà những người thuê nhà hay là những người ở apartment nó có cái thùng thư chung thì ngay cái thùng thư đó muốn sử dụng thùng thư cũng phải trả thêm tiền có nghĩa là họ đẻ ra rất là nhiều cái loại tiền mà người ta càng ngày người ta nói là tính đến từng sen một <laughs> cho nên là họ phiền lắm nhưng mà bây giờ làm sao à, khi mà nói là giá nhà tăng lên nè rồi bảo hiểm tăng, tùm lum chi phí tăng lên cho nên là những người đó họ cũng bày ra đủ cái cách để làm sao họ moi lại tiền của người thuê nhà để họ chi trả cho những chi phí đó. Cho nên bây giờ chúng ta đi thuê nhà nhớ hỏi cho đầy đủ những cái chuyện chi phí gì nữa ngoài cái tiền thuê ra, chứ không thôi nó đẻ ra một loạt những cái điều mà mình sẽ không ngờ tới. Ờ chỉ có những người mà đi thuê thì người ta mới khổ vậy thôi. Ừ. Chúng ta có nhà single house thì nó cũng tiện hơn. Ờ uh, em thấy là cái chuyện mà nhắc là cái chuyện mà nãy chị nói ở trên máy bay mà cái cái tai nghe, cái headphone chẳng hạn ừ. hoặc là cái mền chẳng hạn thì uh, do em nghĩ là cũng có cũng có hai chiều tích cực với lại tiêu cực tại vì khi mà một số hành khách thưa quý vị lên chuyến bay thì uh, em nhất em nhớ cái hãng EVA Air ừ. là một trong những cái hãng máy bay là hay cho người ta cái mền tại vì chúng ta bay cái đoạn đường rất là dài từ Việt Nam qua đây hay là bay từ đây về Việt Nam thưa quý vị thì uh, có phát những cái mền rất là dày ừ. Và em thấy là đa số cũng khá là nhiều người Xách cái mền đó bỏ vào trong cái bát bạc đem về Không có để lại trên chuyến bay Thành ra nếu mà cứ một người, hai người thì em không nói mà cứ chuyến nào mà một ngày biết bao nhiêu chuyến bay mà ai cũng sắp mền đi về thì người ta cũng phải là sản xuất cái mền để người ta đưa ở trên cung cấp trên máy bay. Rồi cái tai nghe thì những cái tai nghe đó chúng ta xài một lần rồi chúng ta chúng ta có thể chúng ta quấn lại, chúng ta để lên nhiều người không có xài xong quấn hoặc là xé rồi coi như nó hư nó bỏ là thì chúng ta em có đôi lúc em thấy nó cũng phí. Nhưng mà lấy tiền phí của nó ở trên một cái chuyến bay mà đã chạc cái tiền vé máy bay cao rồi lấy cái đó thì nó không có đáng đâu không chị tùy tại vì đôi khi ấy, mình thấy nó không có đáng nhưng mà nhiều ấy, thì nhiều gom thì, lại nhiều. Uh, ngày xưa thí dụ như uh, mình nhớ cái lần đầu tiên ấy, mình đi máy bay ấy, lên trên máy bay ấy, là những cái bộ ăn đồ nó đã bằng bằng inox nó rất là đẹp những cái đồ rất đẹp lắm nhưng mà sau càng về sau ấy, thấy toàn bộ thay là nhiều bằng <laughs> nhựa mà đôi khi nhìn mình nhìn nó rẻ tiền lắm nhưng mà bởi vì trước đó có cái tình trạng là người ta sẽ lấy những cái bộ đó đi cho nên á, họ thay họ thay từ 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 để người ta nhìn là chỉ có ăn xong rồi vứt thôi trừ những cái hạng ghế mà hạng ghế thương gia thì những cái bộ đồ ăn đó phục vụ đó thì nó sẽ sạch, sạch đẹp hơn nhưng mà dĩ nhiên đã nói ngồi ghế thương gia rồi thì chắc là cũng không có bao nhiêu người nói không có bao nhiêu thôi chứ không phải là không có là không có à, người ta sẽ tha những cái bộ đó về nhà Dùng <laughs> từ than nghe dễ thương. Cái <laughs> thưa à, quý vị, quý vị nào mà chúng ta thích đi mua sắm, hay là chúng ta vào trong ngân hàng chúng ta rút tiền, hay là chúng ta làm một số cái thủ tục nào đó, à, hay là chúng ta đi mua sắm đi vào cửa hàng cửa đồ hiệu cửa hàng nữ trang, thì chúng ta nên cẩn thận thú quý vị. À, hai ngày vừa qua, hôm ngày thứ năm, à, tối ngày thứ tư tôi quầy trường ngày thứ tư thì có một cái hai cái cô gái à, đi trong sao cốp plaza và khi mà mua sắm hai cô này đi ra lái xe về thì phát hiện là có một cái chiếc xe theo dõi cô từ lúc mà từ ở trong cái parking ra đến ngoài đường và đi theo luôn xuống cho đến đoạn đường về nhà thì hai cái cô này cô mới lái xe vòng 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 ừ. vòng cô không có dám về đến tận nhà và trong khi đó thì cô là gọi điện thoại và báo cho cảnh sát biết thì uh, sau một số một số cái thủ thuật một số cái cái uh, kỹ năng người ta điều tra thì cảnh sát người ta đã uh, lần theo một cái người một cái xe thưa quý vị thì cái xe này á uh, đã được chặn lại và sau khi mà được kiểm tra đó thì cảnh sát người ta nói rằng là hai cái người đàn ông á mà đi trên cái chiếc xe mà đi theo cái hai cái cô gái này từ cái mo ở sao cốt plaza thành phố phố costa mesa vừa rồi á là hai thành viên của một cái tổ tổ chức tội phạm uh, rất là lớn và cái tổ chức này là luôn lúc nào cũng có âm mưu để mà cướp và nếu như mà gặp cái trường hợp mà bất khả kháng thì cũng có thể là móc súng ra bắn chúng ta nữa thì hai người đàn ông này đã bị bắt và bị cáo buộc là cái tội âm mưu và cơ quan cảnh sát ở quận Cam Orange County của chúng ta cũng đang khuyến cáo là nếu như mà quý vị nào mà chúng ta đi vào những cái trung tâm mua sắm hoặc là chúng ta đi đâu đó từ trong ngân hàng chúng ta rút tiền khi mà chúng ta đi ra thì phải nhớ là quan sát xung quanh xem có xe nào theo dõi hay không rồi khi mà chúng ta vào cửa rồi thì phải block liền cái xe lại à, một số một số mà cái chuyên gia trong cái lĩnh vực là người ta truy bắt tội phạm thưa quý vị thì người ta nói là cái một cái cái thao tác đầu tiên khi mà chúng ta bước vào trong một cái chiếc xe hơi sau khi mà chúng ta đi mua sắm hay làm bất cứ việc gì có nghĩa là khi quý vị vào rồi quý vị khoan đeo khoan thắt cái dây an toàn trước đã quý vị phải lót cái xe trước còn cái chuyện mà chúng ta đeo dây an toàn thì chúng ta có thể lái một đoạn khoảng chừng ra vài giây chúng ta có thể đeo hoặc là chúng ta ra khỏi cái cổng chúng ta có thể đeo bất kỳ lúc nào nhưng mà khi mà quý vị vừa vào xe rồi trong những lúc mà chúng ta hớ hình chỉ vài giây thôi thì bọn tội phạm nó có thể là nó có cơ hội để nó mở cửa xe và nó vào bên trong là làm những chuyện rất là tồi tệ chúng ta không biết trước được thành ra quý vị nhớ cẩn thận đây là một cái thông tin rất là gần với chúng ta ở Costa Mesa và thời gian vừa qua cũng xảy ra rất là nhiều cái vụ mà nó đeo bám từ ngân hàng giật rồi bắn rồi giết này nọ ở chung quanh cái khu vực ở quận Cam thì quý vị cũng nên cẩn thận yeah, uh, tiếp lời của Lê Thái đó thì mình cũng thấy rằng là uh, nên tập thành một cái thói quen ví dụ như khi mà đi đến chỗ đổ xăng đó bước ra khỏi xe thì khóa xe khóa xe lại rồi đứng đó đổ xăng xong rồi lên rồi khi mà vào trong xe mở cửa vào trong xe rồi thì phải lock cái cửa liền chứ cho dù có người ngồi ở trong đó hay không thì lock cái cửa lại rồi xong đó sau đó là mang kính rồi bắt đầu xích beo gì trước khi chạy nhưng mà phải lock cái cửa trước thì nó cái điều đó là nó an toàn cho chính bản thân mình trước còn cái chuyện mà những cái nó nhiều khi nó xảy ra rồi ân hận thì nó cũng đã muộn rồi à, thưa quý vị những ai mà đang chạy xe Kia đó, mà quý vị sẽ vào khoảng 19 tháng 10 này thì những người mà đang chạy xe Kia mẫu xe Rio và Optima từ 2016, à, 2018 thì người ta sẽ gửi cho quý vị cái giấy recall bởi vì những chiếc xe này trong thời gian qua người ta thấy là cái cái thân ở phía sau á không có mở được từ ở bên trong thường cái trơn xe là mình gỡ mở từ bên ngoài đúng không ừ. mình đi mình mình ở ngoài mình bấm hoặc là uh, nó tự động hoặc là mình nhấn cái nút thì nó sẽ mở lên rồi mình bỏ đồ vô nhưng mà ở đây cái lý do mà nó bị uh, thu hồi để sửa chữa là bởi vì không mở được từ bên trong tức là họ trường hợp có những người vì một lý do nào đó người ta nằm ở trong cái trơn đó thì họ không có bấm để họ mở cái cửa đó ra thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện nguy hiểm cho nên uh, cái cơ quan quản lý an toàn giao thông của Hoa Kỳ họ sẽ ra cái lệnh là yêu cầu Kia phải thu hồi để mà sửa chữa những cái này thì những ai mà đang làm chủ những chiếc xe này họ nói là khoảng 320 000 chiếc xe lần đó uh, Rio và uh, Optima 2016 cho đến 2018 thì người ta sẽ gửi giấy đến cho quý vị bắt đầu từ ngày 19 tây tháng 10. Ờ thôi mua Tesla đi đại cho rồi mà chị đi, là không mua Tesla, mua đi, Tesla đại đi đại <laughs> <laughs> hả nhưng nhà giàu nói tại chuyện có khác không có <laughs> tại vì em thấy rằng với cái giá cả hiện nay mà uh, giống như chị Lan cũng đã đưa đưa tin và chúng ta cũng thấy trong những cái thông tin vừa ngày mấy ngày vừa qua thì Tesla nó đang uh, giảm giá thưa quý vị thành ra quý vị nào mà chúng ta uh, có điều kiện khả năng kinh tế chúng ta đủ điều kiện mà để chúng ta mua Tesla xe điện thì cũng có thể chúng ta mua không phải là em uh, cổ suý không là em uh, em uh, ăn tiền quảng cáo hoặc là ừ. tiền gì của <laughs> của Tesla mà chúng ta thấy rằng à, thời điểm hiện tại thì lựa chọn xe điện vẫn là một trong những cái lựa chọn nó nó tốt nhất khi mà chúng ta có thể à, à, bảo vệ môi trường, xếp tiền xăng rất là nhiều nha. Đúng nhưng yeah. mà người ta lại nhiều người người ta bực bực là bởi vì họ vừa mới mua xe đó cái nó xuống giá, mà <laughs> chúng Tesla là... xuống giá xuống giá một cách rất là tàn khốc, xuống giá dĩ nhiên buồn, nó sẽ rất buồn. là vui cho những người chuẩn bị mua xe nhưng mà nó sẽ là một nỗi đau đớn cho những người vừa mới mua xe một tháng hai tháng bây giờ nhận tua một cái xuống bốn chục ngàn bốn mươi mấy ngàn mà mua đồ đó thì đâu phải cái kiểu như Costco đâu mua xong thấy xuống giá còn trong thời hạn đó yêu cầu họ matching cái giá lại họ sẽ sẽ giảm còn đối với xe thì chắc là không có à, chuyện không đó cho nên à, người ta bực là như vậy à, xin mời quý vị cùng trở lại với Lê Thái và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại. chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim thư nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ việt nam 7149859999 và 7146577866. ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới không happy to easy, chuyên bán cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy một bốn và bảy một bốn học khu Huntington Beach Union High School District. Phở 86 truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian 714-839-4591. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, trong thời gian qua đó thì người dân ở quanh cái khu vực thành phố Long Beach, nhất là gần ở chỗ mà Long Beach Convention Center với lại một cái cái chung cư, một cái khu apartment ở đó Camden. Nó đã sẽ liên tục xảy ra những cái vụ mà đốt xe khi mà xe người ta đậu ở trong những cái bãi xe ở trong cái khu chung cư có rồi ở gần đó cũng có mà nó kéo dài từ khoảng 20 tháng 8 cho đến bây giờ. Ít nhất là 5 vụ rồi mà họ nói ngày hôm thứ tư đó thì có một cái thông báo là một cái kẻ tình nghi bị cảnh sát bắt. Nhưng mà ngày hôm qua thì cảnh sát đã ra thông báo trở lại là họ đã thả cái người đó ra rồi bởi vì đó không phải là cái người đốt xe. Cho nên bây giờ những người à, cư dân ở đây người ta nói người ta vẫn rất là hoang mang. À, tưởng tượng đậu xe ở trong cái 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 bãi đậu xe của chung cư như thế này thì bước xuống là thấy xe bị cháy rồi. rồi và nhiều xe như vậy người ta nói là xung quanh đó từ 20 tháng 8 bây giờ xảy ra rất là nhiều những cái vụ đốt xe như thế. À, mặc dù là camera cũng có ghi nhận được hình ảnh của cái người mà đốt xe, mô tả cái người đàn ông nó như thế nào thế nào vân vân. Nhưng mà khi mà bắt được á thì người ta mừng. Nhưng mà rồi sau đó thì họ lại tiếp tục họ nói là họ hoang mang quá, bởi vì họ đã phải trả rất là nhiều tiền cho khi mà ở xong những cái khu vực này rồi bây giờ xe họ không có được à, bảo đảm gì hết à, có một cô là y tá xe cô cũng nằm trong số những chiếc xe bị đốt đó. cô nói tự nhiên bây giờ tôi cảm thấy rất là bất an cái chiếc xe đó vừa trả tiền xong thì bây giờ mặc dù rằng bảo hiểm cũng sẽ đền nhưng mà cô vẫn phải bỏ thêm tiền thì cô mới có thể mua được một cái chiếc xe khác rồi chưa kể tự nhiên bây giờ cứ như dưới đến cái hình ảnh mình mình đi làm ra buổi tối xong rồi đậu xe từ xe đó từ cái chỗ bãi đậu xe đó đi lên nhà cảm giác rằng là nó nó không có an toàn gì hết khi mà mình đi một mình như vậy ở trong cái những cái bãi đậu xe như thế thì đây cũng là cái cái tâm trạng của nhiều người nhưng mà nếu như rơi vào mình thì mình cũng thấy sợ, sợ đúng chứ. không? Tự nhiên liên tục như vậy mà Long Beach thì để, mà cái khu vực này á đâu phải là một cái khu vực mà giống như kiểu uh, khu nhà ổ chuột, nó nó nhiều cái nơi cũng sang trọng nhưng mà cái tình trạng đốt xe nó vẫn còn tiếp tục cho nên hôm nay thì người ta nói là Ờ, người ta sợ quá ngày hôm thứ tư nghe tin là có người bị bắt thì cũng đỡ đỡ nhưng qua thứ năm cảnh sát báo rằng là no người đó không phải là nghi phạm và bây giờ thì cái kẻ nghi phạm đó vẫn còn đang tại đào tức là người ta vẫn đang truy tìm coi ai là cái kẻ mà tự dưng đi dẫn đến tình trạng đốt xe cái kiểu như thế này gọi là bị mừng hụt ha nghe bị, bị được bắt rồi cái tự nhiên nó nói là không phải à, nếu như chúng ta nằm trong cái tình trạng mà ở cái khu chung cư đó cũng lo là nhất là chứ. cháy nổ rồi xe ừ. bị mất tài sản rồi những người phụ nữ đừng nói phụ nữ đàn ông nha mà đi mà kiểu mà mình đi đến những cái phật kim mà vắng quá mình cũng sợ những cái đứa giống như là dạng mà bị giống như là bị tâm thần hoặc Đúng là biến rồi. thái này nọ đó, nó, nó làm những chuyện đồi bại thôi quý vị. <laughs> à kính thưa quý vị, một cái loại chip vừa qua à, trong mấy ngày vừa qua từ đầu tháng 9 á, ngày 12 ngày tháng 9 thì có một cái vụ án, à, một cái vụ là một cái cậu bé thưa quý vị. À, cậu bé này tên là Louis voloba năm nay chỉ mới 14 tuổi thôi. À, khi mà cậu bé ăn cái chip này vào, cái chip ở trên quý vị thấy ở trên màn ảnh á, là của công ty Baki Ờ, cái tên của loại chip này người ta gọi là One Chip Challenger, có nghĩa là thử thách một lần với lại cái chip này. Cái tên mới như chúng ta dịch ra như vậy. Thì uh, sau khi mà mẹ cậu bé này đón cậu bé về từ trường trung học là Truherdi Memorial về nhà, thì các thành viên trong gia đình lại phát hiện ra cái cậu bé này thưa quý vị không phản ứng gì cả và cậu lại bị tắt thở uh, vào khoảng là 4 giờ 30 phút chiều ngày 2 tháng 9. Cậu cũng được chuyển đến một cái bệnh viện gần đó để mà cấp cứu nhưng mà lại là chết tại bệnh viện à, uh, mặc dù nguyên nhân cái cái chết của cậu bé này vẫn chưa được xác định nhưng mà theo cô Boston Club là mẹ của cậu bé đó thì cô nói với tập uh, với lại tờ báo mà CBS News rằng uh, con trai của cô đã ăn thử một cái bịch chip và cái bịch chip ở trên màn ảnh quý vị thấy nó đề là one chip challenge có nghĩa là hãy thử thách một lần với cái chip này và khi mà cậu ăn cái đó trước khi mà cậu bị qua đời và chỉ vài ngày sau khi mà cái cậu bé này qua đời thưa quý vị uh, vào khoảng uh, ngày 4, ngày 5 tháng 9 vừa qua thì cái công ty à, BaQ cũng như là FDA người ta đã bắt đầu trong cái quá trình mà điều tra và làm việc với lại tất cả các nhà bán lẻ để người ta loại bỏ cái sản phẩm này ra khỏi cái kệ à, bán hàng à, của tất cả các siêu thị hoặc là cái chip này nọ ở trong mấy cái seven eleven Quý vị có thể rất là dễ dàng tìm mua cái chip này khi mà chúng ta có thể vào trong cái uh, Walmart hay siêu thị để mà chúng ta mua chúng ta ăn. À, đặc biệt thưa quý vị, FDA người ta khuyến cáo là cái loại chip này quý vị nào mà chúng ta là không ăn được cây hoặc là chúng ta dị ứng với thực phẩm hoặc là những người phụ nữ đang mang thai hoặc là có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn có bệnh nền này, này nọ thì càng chúng ta không nên ăn những cái loại này và đây là được cảnh báo mấy ngày vừa qua từ FDA à, hiện nay thì cái xu hướng người ta cho thấy rằng là cái xu hướng người ta thử thách ở trên mạng xã hội là À, bạn thử ăn thử một cái chip này coi mà bắt buộc khi mà chúng ta vào cái thử thách này rồi là tuyệt đối là không được ăn hoặc là uống trước khi mà ăn cái chip này. Và cái loại chip này là cái loại chip nó phủ ớt là Carolina Reaper và Naga Viper. Đây là một trong những cái loại ớt cay nhất trên thế giới và khi mà những cái người nào mà chịu thử thách mà ăn cái loại chip này nhất là những cái bạn ở trong lớp học hay là những cái sinh viên teenager đó người ta hay thử thách ăn cái này bằng cách là trước khi ăn không được ăn uống gì cả rồi phải chờ đợi một lúc sau xem cái phản ứng của cơ thể như thế nào à, khi mà ăn cái loại chip này rồi thì xem bạn là người thắng là người thua thành ra mấy đứa nhỏ hiện nay đang thử thách ăn cái chip này ở trong học đường rất là nguy hiểm à, cái kết quả giải nghiệm tử thi của cậu bé này vẫn chưa được uh, chưa được công bố thưa quý vị nhưng mà chúng ta thấy rằng đây là một cái loại chip rất là nguy hiểm và uh, được tháo ra khỏi kệ rồi, uh, recall, có nghĩa là sẽ bị thu hồi và chắc chắn là chúng ta sẽ không còn thấy sự hiện diện của loại chip này nữa nó quá nguy hiểm đúng không chị Lan? Yeah. Uh, thưa quý vị, một cặp vợ chồng uh, tên là Winter Harvin ở bên Florida đó đã bị uh, ngày hôm qua đã có cái thông cáo báo chí cho biết rằng là bị uh, cáo buộc tội giết người ở mức độ cao nhất cấp độ 1 liên quan đến cái chết của một đứa đứa bé ở trong nhà mà đứa bé này giống như nó bị trấn nước vậy đó cho đến chết à, cặp vợ chồng cái đứa bé này á là gọi cái ông chồng trong này á là giống như là cha dượng hay cha ghẻ tùy theo cái cách gọi của mỗi người có người thì gọi cha dượng có người thì gọi cha ghẻ à, nó không thay đổi cái ý nghĩa cho nên nhiều quý vị vẫn bắt bẻ chuyện đó ok à, hai người này đó đã hành hạ cái đứa bé này quá mức À, khi mà cảnh sát được gọi đến vào ngày à, vào hồi tháng tư vừa rồi đó thì họ thấy là đứa bé đó nó bị chết ở trong cái tình trạng á là nó bị chích giống như chích đuối ở ngay ở trong cái cái bồn tắm của nhà này thì theo như lời của à, ông à, Harvin ông nói đó là ông nói là ông phạt cái đứa nhỏ đó là bởi vì nó ở dơ nó bẩn cho nên đó là ông phạt nó ở trong cái nhà tắm đó nhưng mà khi 20 phút sau ông vô thì ông thấy là cái mặt nó ụp ở trong cái bồn tắm đó nó chết khi mà cảnh sát tới nơi người ta thấy ngoài cái chuyện mà đứa bé đó nó bị chết trong giống như là kiểu chết đuối á chết ngợp á thì trên người nó còn rất là nhiều những cái vết thương chưa có lành đó là dấu hiệu của những cái sự mà đánh đập của những người lớn ở trong nhà ngoài cái đứa bé này ra thì khi mà người ta tìm ở trong nhà đó thì còn thấy thêm nhiều đứa nhỏ khác thì họ mới Uh, tách những cái đứa nhỏ đó ra Hai đứa bé Hai đứa bé khác ra để mà họ uh, Phỏng vấn tụi nó Thì hai cái đứa bé này á, nó mới kể Rằng là cái đứa bé mà chết á, Là từng bị đánh đập rất là nhiều Rồi nó bị nhốt Ở trong cái chuồng giống như chuồng cho chó nữa Để ở trong garage uh, Hai đứa này được nói rằng là Bố mẹ chúng kêu á, Nếu mà những đứa này cũng hành hạ Cái đứa bé kia uh, Đánh nó À, cô lập nó thì nó sẽ được hai đứa này sẽ được cho kẹo bánh được thêm đó là cái cách mà họ họ hành xử à, rồi khi mà người ta đi ở trong nhà đó người ta điều tra thì họ thấy rằng là những đứa nhỏ ở trong này á nó ở trong cái tình trạng là bị bỏ bê tức là họ thấy ở trong những cái closet nè giống như những đứa bé đó nó đi cầu ngay trong đó luôn. Rồi quần áo của nó dính đầy phân mà cũng không có được giặt giũ, Rồi xong rồi trong những cái phòng ngủ đó, không có được mở điện, không có điện, không có nước là cái người, người cái ông bố trong nhà đó đó, ông tắt hết cầu dao. Ông nói rằng là rồi cái cửa phòng ngủ tụi nó là bị khóa ở ngoài, tức là một cách để nhốt tụi nó trong đó. Nó là rất là tồi tệ. Thì sau khi mà từ tháng 4 đến bây giờ điều tra thì ngày hôm qua, cái thông cáo báo chí mới ra mới cho biết rằng là họ sẽ bị cáo buộc với tội là giết người ở cấp độ 1. Những đứa nhỏ trong nhà đó thì được đưa cho bên những cái cơ quan giám sát để tìm người chăm sóc những cái đứa bé này. À, xin mời quý vị cùng trở lại với Lê Thái và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại. chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim thư nơi duy nhất bán vàng 4 số 9, hình bản đồ việt nam 714 và 7146577866. ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới không happy to easy, chuyên bán nền cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy và bảy học khu Huntington Beach Union High School District. Phở 86 truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian 714 839 4591. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. À, hồi nãy trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang nói đến cái tin mà có những ông bố bà mẹ đó giống như họ bị những cái vấn đề về tâm thần mà những người đó đều có ít nhiều liên quan đến cái chuyện dùng ma túy cho nên là họ cái cách họ đối xử hay là chăm sóc những đứa con ở trong nhà đó nó khủng khiếp lắm. À, nhiều người chúng ta nói là chúng ta ở Mỹ là một cái xứ sở là văn minh nhất rồi nhưng mà có đi tìm hiểu có đi đến nhiều đó mình sẽ thấy được có những cái cái cách gia đình họ sống như thế nào ờ, cái căn nhà họ có thể gọi là căn nhà hay không cũng không biết được mà tin tức trong thời gian qua đưa lên thì quý vị cũng đã nghe ví dụ như trong trường hợp cái đứa bé mà nãy nhắc đến đó đây là không phải là lần đầu tiên nó bị phạt như vậy đã trước đó đó khi mà người ta phỏng vấn hai đứa trẻ ở trong nhà một đứa là 7 tuổi một đứa 10 tuổi nó đã có lần ổng từng cái ông đó ổng từng chấn cái đầu nó vô trong cái 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 hồ cái cái bồn tắm á cho đến khi nó ngất luôn rồi ông mới lấy ra ổng hô hấp nhân tạo rồi người ta khám ở trong nhà thì thấy có rất là nhiều cái thuốc mà thuốc đó ghi tên của cái cái đứa nhỏ mà chết rồi đó nhưng mà nó còn y nguyên tức là không có cho nó uống tức là có lẽ là vẫn có những cái lần đưa nó đi bệnh viện đưa đi bác sĩ nhưng mà cái về cũng không có cho uống thuốc à, quý vị có dịp quý vị đi có thể nhưng mà Ngọc Lan mong rằng quý vị sẽ không có chứng kiến gọi là những căn nhà mà nó không ra nhà. Nó tệ đến mức mà mình không thể tưởng tượng được. Nó như một cái tròi để cho người ta ở thôi. Mà, mặc, mặc dù đó là ở Mỹ, đó là những căn nhà vẫn gọi là city chứ không phải là ở một cái vùng nông thôn hẻo lãnh nào. Cho nên là nếu mà chúng ta có cái điều kiện nó là người Việt Nam qua đây mình ở trong những cái căn nhà hay là mình có tiền mình đi xe phòng mình thuê đó vẫn là một cái điều may mắn hơn nhiều người Mỹ bản xứ ở đây rồi Ờ, em nhớ ba em có một cái câu nói là ba nói là ông bà xưa cũng hay nói cái câu này ở đâu không có anh hùng ở đâu không có thằng khùng thằng điên cái câu này chúng ta nghe nghe có vẻ là nó đời quá thưa quý vị nhưng mà thật sự là đúng không có ở đâu mà không có anh hùng sometimes là có những nơi có anh hùng mà những làn mà đa số em thấy thằng khùng thằng điên cũng khá nhiều ở ở những bất kỳ quốc gia nào thưa quý vị à, DMV thưa quý vị ra cái hạn nhắc nhở chúng ta quý vị nào mà chúng ta chưa làm real ID thì chúng ta nhanh chân nhanh tay chúng ta để mà chúng ta ghi danh làm thưa quý vị à, nếu như mà quý vị nào mà đang chuẩn bị làm cái ID mới hoặc là chúng ta đang sử dụng cái ID cũ thì cái việc mà chúng ta làm re ID hiện nay nó rất là thuận lợi tại vì đang rất là dễ dàng để cho quý vị làm à, và giám đốc của DMV là ông Steve Golden ông nói rằng là À, cái giấy phép lái xe hay là chúng ta gọi là real ID đó giống như quý vị thấy ở trên màn ảnh nó có hình cái con bea này, có con gấu ở trên đây và có ngôi sao đó, đó là một cái trong những cái dấu hiệu để mà chúng ta biết là cái real ID hay không và hiện nay thì ở DMV tất cả mọi nơi ở khắp tiểu bang California của chúng ta làm real ID rất là dễ dàng và quý vị có thể vào trong DMV và vào một cái chốt cuối cái một cái cái bút cuối của cái DMV đó thì nơi đó sẽ làm cái real ID rất là nhanh cho quý vị và hiện nay các cơ sở liên bang người ta bắt đầu người ta chuẩn bị sử dụng những cái Real ID đó trên khắp toàn nước Mỹ để chúng ta có thể di chuyển hoặc là quý vị có thể mà lên các chuyến bay ở Hoa Kỳ tiếp cận các cơ sở liên bang à, ở, khắp Hoa Kỳ bằng cái Real ID đó và cái hạn chót để chúng ta làm Real ID, à, Lê Thái xin nhắc quý vị đó là vào ngày 7 tháng 5 năm 2025 tức là sẽ còn à, gần 2 năm nữa Tuy chúng ta thấy thời gian nó xa như vậy nhưng mà thật sự là nó cũng rất là gấp tại vì hiện nay là số lượng người mà chúng ta đang sống ở Cali cũng như là ở rất là nhiều có tiểu bang cũng rất là nhiều. Mà theo DMV thì có tổng cộng là đến là 16 triệu 332.785 người đã làm cái Real ID kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2023 có nghĩa là từ đầu tháng vừa qua, ở đầu tháng 9 đó, Cho đến ngày hôm nay là chỉ có mấy mấy ngày thôi mà đến tổng cộng là 16 triệu 332 000 người đã làm rồi ra nếu mà chúng ta chưa làm thì quý vị nhanh tay nhanh chân chúng ta ghi danh bằng cách là quý vị có thể truy cập vào cái trang web của uh, DMV đó là uh, realid.dmv.ca.gov. Thì quý vị có thể rất là dễ dàng khi mà chúng ta ghi danh online, uh, có thể là đăng ký trực tuyến và tải lên những cái tài liệu của bản thân để mà chúng ta có thể được một cái real ID mới. Người ta sẽ gửi về đến tận nhà chúng ta khỏi cần phải đi lên get live xếp hàng thưa quý vị. Bây giờ uh, ngay cả cái uh, driver license ở tiểu bang California cũng đang được uh, bắt đầu giống như là thực hiện làm ở trên phone đó, uh, cái uh, cái ID đó gọi là mld rồi right? uh, yeah. nằm ở trên phone. Nhưng mà đang thời gian thử nghiệm cho nên người ta nhắc rằng là quý vị nào mà đã apply cho cái chuyện mà làm để mà nó xuất hiện ở trên cái phone của mình, mình đi đâu, mình đưa đi qua phi trường, mình scan gì, mình không có cần phải móc cái ID ra đưa nữa. Nhưng mà vì nó trong thời gian thử nghiệm cho nên quý vị ai có rồi á khi đi vẫn nhớ mang theo cái ID thật để lỡ có trường hợp trục trặc mà không có trình cái kia ra được thì mình cũng còn có cái ID. À, thưa quý vị ngày hôm hôm thứ tư á thì cái dự luật mà nó liên quan gọi là dự luật SB58 liên quan đến việc là cái thuốc ảo giác đó sẽ được sử dụng một cách hợp pháp ở ngay tiểu bang California đã được thượng viện thông qua và bây giờ chỉ chờ cho uh, thống đốc Gavin Newsom ký mà thôi. Thì ông có thời gian từ đây cho đến ngày 14 tới tháng 10 để có ký hay là phủ quyết cái uh, dự luật này. Um, cái cái thuốc mà gây ảo giác, họ gọi là psychedelic. Thì đây là một cái điều nó gây tranh cãi rất là nhiều. Tại vì những cái gì mà nó liên quan đến cái chuyện mà làm cho con người ta gọi là thần trí không tỉnh táo mới gọi là ảo giác thì nó cũng vẫn có nhiều cái tranh luận người thì nói là không nên nhưng mà có người thì họ nói cái thuốc này nó lại giúp được rất là nhiều cho cái quá trình mà điều trị những người bị bệnh trầm cảm nè, những người bị nghiện nè và nhiều cái loại bệnh khác nữa mà nó liên quan đến tâm thần, nó liên quan đến tinh thần thì cái thuốc ảo giác này nó sẽ có tác dụng đối với họ. Nhưng mà bên cạnh đó thì có nhiều người nói cái thuốc này dĩ nhiên là cho những người từ 21 tuổi trở lên khi mà nói là sử dụng hợp pháp có nghĩa là họ có thể họ mua một cách là không có cần phải toa bác sĩ vân vân giống như trước đây là cần sa như vậy à, cần sa một thời gian cấm rồi sau đó tiểu bang California cho phép là người ta trồng cần sa ở nhà để sử dụng với mục đích cho cá nhân chứ không phải là để buôn bán và mỗi một người như vậy thì sẽ được trồng bao nhiêu cây đó họ có những cái quy định thì bây giờ đến cái thuốc mà gây ảo giác này à, bây giờ người ta chỉ Hạ viện đã thông qua rồi, rồi đến thượng viện thì ngày hôm thứ tư vừa rồi họ cũng đã đồng ý. Bây giờ chỉ chờ nếu như tổng thống Gavin Newsom ký thì coi như là nó thành luật và nó sẽ được áp dụng bắt đầu từ năm 2025 chứ không phải là áp dụng liền. Nhưng mà ông cũng có thể là phủ quyết cái dự luật này sẽ tùy theo chúng ta chờ đợi coi như thế nào. À, và đã nói rồi những cái gì liên quan tới chất ảo giác là nó nó những cái gì nó mê vân vân đó nó dạng như vậy thì nó vẫn là cái điều người ta không có cổ suý nhiều. Dạ vâng. Yeah. Em nghĩ rằng là nếu mà sử dụng trong mục đích y tế thì nó vẫn tốt hơn là chúng ta để mà bán tràn lan giống như, như cái mục đích giải trí thì sẽ là bị ảnh hưởng rất là nhiều thưa quý vị. Ờ à, COVID-19 nó à, em nhớ lại hai cái năm ba cái năm mà nó xảy ra COVID-19 cuối năm 2019 cho đến năm 2022 đó là một cái thời điểm rất là khủng khiếp. Nhưng mà hiện nay thưa quý vị thì Covid-19 nó đã nó giảm đi phần nào, giảm đi phần nào thôi nhưng mà trong mấy ngày vừa qua thưa quý vị, chính tiểu bang ở Hoa Kỳ uh, đang có số ca mà dương tính với Covid-19 đang gia tăng chóng mặt. Và điều này chúng ta không thể nào mà chúng ta phủ nhận được bởi vì nhiều người người ta vẫn đang bị gọi là uh, cái sự ảnh hưởng bởi chính trị chính em. Người ta nói là do chính trị này nội do nhưng mà chúng ta không phủ nhận được rất là nhiều người bị nhiễm Covid trong thời gian qua. Uh, bản, bản thân Lê Thái cũng đã bị nhiễm trong cái thời gian qua rồi mà mới vừa hết xong. Ờ, chị Lan cũng cũng đã cũng đã, đã có bị nhiễm rồi, đúng không một, Nhờ, lần. một, lần. trong mấy mấy tháng trước rồi đó em em nếu như em nhớ không lầm thì chúng ta thấy rằng đây là cái sự sự thật là chúng ta phải chấp nhận là chúng ta đang sống trong cái thời kỳ đại dịch covid 19 và quý vị nào mà chúng ta vẫn chưa đi chích ngừa covid 19 thì quý vị cũng nhớ là chúng ta nhanh chúng ta đi đến xem đến CVS hay chúng ta đến Warren hay là đến bất kỳ nơi nào mà có chích ngừa thì chúng ta chích ngừa. Bởi vì theo cái cục dữ liệu Trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh thì hiện nay là tính đến ngày 26 tháng 8 vừa qua thì đến khoảng là 15% số ca xét nghiệm COVID-19 ở Mỹ cho thấy là kết quả dương tính thưa quý vị. Và theo dữ liệu của CDC thì năm bang có cái tỷ lệ mà cao nhất về bị nhiễm COVID-19 trong mấy ngày vừa qua đó là Texas là tiểu bang đứng đầu, xong rồi đến Oklahoma, rồi New Mexico, Louisiana, rồi Arkansas. À, tỷ lệ xét nghiệm dương tính cao là 20.8%. À, rồi có rất là nhiều cái tiểu bang còn lại như là ở Arizona, Nevada, Hawaii, ở California, rồi New Jersey, New York, rồi quần đảo Virgin và Puerto Rico. Thì cái tỷ lệ nhiễm là nó nằm nó nằm ở con số là 9,6% và tuy về cái số ca tử vong là chỉ 7% so với những cái số uh, dân số của Hoa Kỳ À, là 93% nhưng chúng ta cũng phải là cẩn thận khi mà chúng ta di chuyển Và hiện nay thì người ta cũng đang khuyến cáo là Nếu quý vị có thể thì chúng ta nên đeo mask để mà bảo vệ sức khỏe của mọi người yeah. à, Cái chuyện mà chích ngừa thì trong thời gian qua Nhiều người là họ họ trông chờ vaccine mà nên có họ chích hết Nhưng mà có nhiều người chích xong mà thì nói là oh, Hình như ân hận là bởi vì nó làm cho mình quên Thì cũng không biết đúng hay không Ngọc Lan thì cũng không có tin lắm vào những cái này Có không... nhiều người thì lại nói là không Thề là không bao giờ chích ngừa tùy theo cái sức khỏe của mỗi người và chúng ta nghĩ cách nào là tốt nhất cho mình thì quý vị sẽ thực hiện. Cảm ơn yeah. Lê Thái đã đến với chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai ở ngoài Phước Lộc Thọ. Những quý vị ở xa, quý vị có thể xem qua uh, Sài Gòn com Dạ vâng và sau Cà phê sáng sẽ là chương trình Thời sự Thế giới với anh Hoàng Trọng Thụy và Thảo Yên. Xin mời quý vị tiếp tục giữa lần sóng của Leaders Saigon để theo dõi các chương trình của đây. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.